chất lượng cho thi của Việt Nam chúng ta những năm gần đây thì tăng lên mỗi năm. Nhưng hầu như là Việt Nam chúng ta hầu như là Malinois thôi, Bắc Bỉ. Mọi người thích huấn luyện Bắc Bỉ. Con thứ hai là Aleister, được khá to con. Cái phần thi nằm chờ của nó thì nó rất là tốt rồi. Này của nó nữa thôi. Hai thí sinh đầu tiên thì được vỗ tay hoan hô mà mặt hồ hởi, thế thì chắc là đạt rồi. Chúc cho là tất cả mọi người đều thi tốt. Tập mất rất nhiều công, thi cũng mất rất nhiều công, chuyển chó đi lại mọi người ở các nơi chứ không đơn giản đều ở quanh Hà Nội. Rất tự tin. Người dắt rất trắng trẻo và đẹp dài. Yeah.